hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động là một trong những hoạt động quan trọng và chính yếu của Trung tâm Dịch vụ Việc làm nhằm mục đích kết nối thông tin thị trường lao động, giúp doanh nghiệp tuyển dụng hiệu quả, lao động tìm được việc làm. Hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động cho doanh nghiệp năm 2018 là nơi để các doanh nghiệp gặp gỡ cùng trao đổi những khó khăn vướng mắc cũng như đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác. Năm 2018, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang đã thực hiện hỗ trợ tuyển dụng lồng ghép giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, online và offline với phương thức đa chiều bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, cụ thể. Phương thức hỗ trợ truyền thống, tổ chức tiếp nhận tư vấn việc làm cho hơn 24.000 lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm và hai văn phòng, ký kết thỏa thuận hợp đồng cung ứng lao động với 131 lượt doanh nghiệp. Phương thức hỗ trợ trực tuyến thông qua trang fanpage Facebook, Zalo, Skype, bản tin thị trường lao động, kết nối dữ liệu cung cầu trên cổng thông tin việclamhậugiang.vn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm được nguồn lao động trực tuyến, đăng tin tuyển dụng, quảng bá doanh nghiệp. Hàng tháng, website việclamhậugiang.vn thu hút trung bình từ 35.000 đến 40.000 lượt truy cập. Có thể nói, trong thời gian gần đây, mạng xã hội đang là kênh kết nối thông tin thị trường lao động khá hiệu quả. Trang fanpage Trung tâm Dịch vụ Việc làm trên nền Facebook với các thông tin tuyển dụng thường xuyên liên tục là lựa chọn của khá nhiều lao động cũng như doanh nghiệp tại địa phương tham khảo và đăng ký tìm việc tuyển dụng. Tính từ tháng 3 năm 2018, với gần 200 lượt thông tin tuyển dụng được đăng tải, có gần 1.000 lượt tương tác thông tin từ người lao động trên trang, 150 đến 300 hồ sơ lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin việc làm, hàng ngàn lao động tiếp cận được thông tin tuyển dụng qua kênh online từ trung tâm. Qua Internet phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức ngày hội việc làm trực tuyến định kỳ hàng tháng với hơn 100 đầu công việc, thu hút 150 lao động tham gia tìm việc và 45 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Xây dựng và xuất bản 8 video bản tin thị trường lao động với nhiều thông tin bổ ích. Phối hợp với công ty cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang xây dựng và phát hành video quảng bá hình ảnh, thông tin tuyển dụng và các chế độ của công ty nhằm đưa đến cho người lao động hình ảnh thực tế về môi trường làm việc, tạo sự yên tâm cho người lao động khi tham gia thị trường lao động. Phương thức hỗ trợ thông qua phiên giao dịch việc làm, liên tục tổ chức lồng ghép các phiên giao dịch việc làm cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Trong năm đã tổ chức 35 phiên giao dịch việc làm trực tiếp tại trung tâm, các văn phòng trực thuộc, các điểm giao dịch việc làm lưu động ở Ủy ban Nhân dân một số xã phường trên toàn tỉnh. Tham gia ngày hội việc làm cho sinh viên tại các trường trong và ngoài tỉnh như trường Cao đẳng Cộng đồng, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, trường Đại học Cần Thơ. Qua đó thu hút hơn 3.500 lao động và 95 lượt doanh nghiệp tham gia. Hơn 200 lượt doanh nghiệp đã được hỗ trợ tuyển dụng qua các kênh, với tổng nhu cầu cung ứng hơn 20.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Phương thức truyền thông. Trong thời gian qua, với sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp quảng bá, đồng thời gián tiếp giúp doanh nghiệp tuyển dụng được lao động đáp ứng nhu cầu. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. Năm 2018, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển dụng được hơn 8.000 lao động, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ 2 hơn 3.000 lao động, công ty cổ phần May Nhà Bè Hậu Giang hơn 800 lao động, công ty cổ phần thủy sản Minh Phú gần 1.500 lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Liền Men hơn 70 lao động. Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hậu Giang tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa trong công tác kết nối thị trường lao động, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động lồng ghép với các hình thức cố định lưu động với online. Phương thức hỗ trợ trực tiếp sẽ thực hiện song song với trực tuyến để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Hy vọng với sự tham gia chủ động của doanh nghiệp, sự nỗ lực hết mình của trung tâm, công tác kết nối cung cầu lao động đạt kết quả cao hơn nữa. Mục tiêu cuối cùng của trung tâm là làm cầu nối giúp doanh nghiệp và người lao động gặp nhau nhanh chóng thuận lợi, người lao động tìm được việc làm trong tỉnh và doanh nghiệp giải quyết được bài toán thiếu hụt nhân lực,
đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên.